chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, cuộc gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi có thể nghe câu chuyện của bạn được không? Bạn nói qua một chút. Chị ạ. Vâng. Chị ơi, cho em hỏi là bây giờ em là một người đồng tính ạ, quan hệ với mình được bạn gái. Vâng. Dương vật của em cho vào âm đạo bạn gái thì chỉ được khoảng 10 giây thôi ạ. Thì vâng, em muốn hỏi chương trình là như thế thì em có bị nhiễm HIV không ạ? Vâng, tức là bạn gái của bạn người yêu hay là... Em, bạn gái em mới quen bình thường thôi, nên bây giờ em mới biết là bạn người bạn gái em hơi năng nhăng ạ. Nên là em không biết là mình có bị HIV không ạ. Vâng, cũng lo lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng chuyên gia của chúng tôi sẽ trò chuyện với bạn nhé. Vâng, vâng xin ạ. Mời chị. Ơi chị chào em. Dạ vâng, chào chị. Em, chị không nghe rõ cái đoạn đầu lắm, hình như là em có một cái thông tin là... Dạ vâng, chị ơi, đoạn đầu em nói là em là một người đồng tính, em cố tình muốn quan hệ tình dục với bạn gái. Dương vật của em cho vào âm đạo của bạn gái thì khi quan hệ thì chỉ được khoảng 10 giây thôi. Thì dương vật của em nó xuống, nó không quan hệ được nữa. Thì em em muốn hỏi chương trình là trong khoảng 10 giây đấy thì là có bị lây nhiễm HIV không ạ? Cái đấy nó cũng rất là khó, bởi vì là cái thời gian mà cho vào 10 giây, đúng không? Thế nhưng mà còn cái gọi là cái khúc dạo đầu ấy, mặc dù là ở bên ngoài thôi, nhưng mà cái cách mà em sinh hoạt như thế nào và cái sự tiết dịch của cô ra làm sao, đúng không nào? Thế và có khi nó xây sát và nó tiếp xúc và nó có tổn thương và nó có khả năng lây nhiễm ngay từ trước khi mà đưa vào phía trong cơ, đúng không? Thế và khi đưa vào phía trong mặc dù là chỉ có 10 giây nhưng nó còn có lây hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái tổn thương ở bộ phận sinh dục của em, đúng không nào? Và cái sự tiết dịch ở trong cái môi trường âm đạo đấy nó như thế nào? Thế có thể là 10 giây nhưng mà em tổn thương rất nhiều và dịch tiết âm đạo lúc đấy nó cũng rất là nhiều. Thế thì cái nguy cơ nó cao hơn. Nhưng mà có những người 1 phút, 2 phút nhưng mà hoàn toàn lành lặn và không có cái nguy cơ gì cả. Đúng không nào? Vâng, vì em là một người đồng tính ạ. Rồi. Hôm nay em bắt mình em phải lấy vợ chứ không thể lấy được người con trai. Vì bắt đầu em mới quan hệ con gái để xem có cảm giác không. Nhưng mà em không thể có cảm giác với con gái chị ạ. Thế à, chị nghĩ rằng là em đang cố gắng, đúng không? Cố gắng, áp lực gia đình của em hơi nặng ạ. Áp lực gia đình hơi nặng. Em cũng muốn làm thỏa mãn gia đình, đúng không nào? Thì đấy là những cái mà em chọn trong cuộc sống của em. Và lâu nay rồi thì em là quan hệ đồng tính. Và em quen với cái cách quan hệ của đồng tính. Cho nên bây giờ bắt đầu chuyển sang quan hệ khác giới ấy. Đương nhiên rằng là nó sẽ khác đi và nó không giống như cái cũ. Và để em lấy lại được cái cảm xúc tình dục đấy thì chị nghĩ nó còn phải là một cái thời gian lâu dài. Và nó phụ thuộc vào cái quyết tâm của em là gì, sẽ có vợ và có con để làm vừa lòng bố mẹ cao đến như thế nào thì em sẽ vượt qua được. Và chị cũng muốn nói nữa rằng cái việc mà em quan hệ khác giới ấy là nó là khác lạ, đúng không? Nhưng mà cái chính nữa rằng là em quan hệ với một cái tâm trạng rằng là mình không thích, mình nó rất là khác lạ, thì ngay cái tâm lý như thế nó cũng đã đủ ức chế để cho em không có cảm giác là thoải mái với bạn gái nữa rồi, đúng không nào? Chắc là chị nghĩ trong cái kiến thức về tình dục thì em cũng rất là hiểu. Thế và bây giờ thì em đang hỏi về cái khía cạnh HIV thì chị cũng phân tích là như vậy nhá. Cái khả năng lây nhiễm để cho em tự phân tích là như thế nào. Thế nhưng mà chị cũng lại muốn nói nữa là em đang sợ lây thôi. Thế còn cái khi mà em quan hệ đồng tính ấy thì em có bảo vệ không? Em có lần em bảo vệ, có lần không chị ạ? À đấy, em biết là trong quan hệ đồng tính ấy thì cái nguy cơ lây nhiễm nó cũng rất là cao, đúng không nào? Đấy, vì vậy em phải chú ý nếu như dưới góc độ gọi là tránh lây nhiễm HIV thì cái mà gọi là quan hệ với các bạn đồng giới ấy, nó có nguy cơ lây nhiễm hơn nhiều so với cái bạn khác giới đấy, nhá. Vâng ạ, cảm ơn chị nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.